Và bây giờ, để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với màn trình diễn thời trang dạ hội mang tên Vương Xa Việt Nam ơi của nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Và ngay bây giờ, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay. Chúng ta hãy cùng chào đón sự trở lại của các hoa hậu và người mẫu với bộ sưu tập Vương Xa Việt Nam ơi của nhà thiết kế Trung Thanh Phong kết hợp với trang sức PNG. Thưa quý vị, bộ sưu tập đầm dạ hội độc bản mùa xuân hè 2014 mang tên Vương Xa Việt Nam ơi thể hiện sâu sắc khát vọng và đam mê của một nhà thiết kế trẻ về một tương lai không xa khi chúng ta có thể làm nên một thương hiệu thời trang Việt Nam vươn cao, vươn xa, sánh ngang tầm với các thương hiệu thời trang quốc tế. Bộ sưu tập thể hiện khá trọn vẹn những xu hướng thời trang quốc tế của xuân hè 2014 đang thịnh hành trên thế giới. Từ màu sắc rực rỡ, chất liệu vải chọn lọc cho đến những họa tiết đá tinh tế được kết tay rất tỉ mỉ hay những nét cắt đường may rất hiện đại. Bộ sưu tập được gợi cảm hứng từ bộ phim Người Tình với thiết kế mang dáng dấp của thập niên 50-60 nhưng được cách tân với màu sắc hiện đại. Đúng như tên gọi, Vương Xa Việt Nam ơi, từng chiếc đầm dạ hội trong bộ sưu tập này khi được trình diễn trên sân khấu mang đến cho người xem một nét đẹp bay bổng nhưng cũng rất hiện đại, đầy khát vọng của một Việt Nam đang không ngừng phát triển và hội nhập. Thưa quý vị, và các trang phục dạ hội càng trở nên lộng lẫy hơn và càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của người phụ nữ khi được kết hợp với một cách hoàn hảo với các bộ trang sức tuyệt đỉnh của thương hiệu PNG. Là thương hiệu trang sức và kim cương hàng đầu suốt 25 năm qua, PNG kết trang sức với vẻ đẹp của người phụ nữ. Vẻ đẹp đó không chỉ là dáng vóc bên ngoài mà còn là những phẩm hạnh tốt đẹp, những giá trị cao quý tạo nên phong cách rất riêng và nét rạng ngời của người phụ nữ hiện đại. So.
vị đang đến với bộ sưu tập Dạ Hội của nhà thiết kế Trung Thành Phong. Sưu tập của nhà thiết kế Trung Thanh Phong mang tên Vương Xa Việt Nam ơi.